Hãy subscribe.
đứng đây để nhắc nhở mọi người này. Cái thứ nhất là cái chỗ ấy là các bà sơ hát đưa ra đi vào quạt đấy, đưa ra đi vào để đứng nhanh theo cái nhịp của tiết tấu của kiểu hát này là một. Cái thứ hai nữa, rút kinh nghiệm các bà cầm quạt trái, bà Nhàn với bà Huệ đấy, bốn bà đấy, tôi đã quy định là hai bà bên trái đi đằng trước nhanh, còn ai phải ai trái không biết, nhưng cứ nghĩa là hai bà bên trái đi trước, hai bà ở bên phải đi đằng sau. Thế cái người mà đi đằng trước này, bọn chị Huệ này, bên